Bây giờ chúng mình có muốn thi đua nhau không nhỉ? Có. Cô sẽ chia lớp chúng mình thành 3 gia đình này. Bên tay trái của cô là gia đình số 1, đằng trước của cô là gia đình số 2 và bên tay phải của cô là gia đình số 3. Chúng mình sẽ